Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, thủ đô nước Việt có lịch sử cả nghìn năm, từng nhiều lần bị đội quân xâm lược ngoại bang chiếm đóng. Như một tất yếu lịch sử, mọi đội quân xâm lược, sớm hay muộn, đều bị quân dân ta đánh cho tan tác ngay trên đất thủ đô. Lần gần đây nhất, cách đây gần 80 năm, thủ đô Hà Nội tạm thời bị giặc Pháp chiếm đóng. Sau 8 năm kháng chiến gian khổ, bằng trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, quân dân ta buộc đội quân viễn chinh Pháp đầu hàng, ký kết Hiệp định Geneva rút quân về nước. Thủ đô Hà Nội lại trở về ta. Ngày về lại thủ đô của chính phủ Cụ Hồ và quân đội Việt Minh 70 năm trước mang một tâm thế khác với những câu chuyện gợi những cảm xúc sâu lắng. Xin kính chào quý vị khán giả của Hà Nội 18 giờ. Thưa quý vị, ngày này cách đây đúng 70 năm, thủ đô Hà Nội được giải phóng, mở ra kỷ nguyên mới, độc lập tự do và hòa bình ở miền Bắc. Ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 đã trở thành sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng với người dân thủ đô, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc nhớ lại những câu chuyện về ngày trở về thủ đô 70 năm về trước. Anh Thanh này, ngày trước khi mà đoàn quân tiến về thủ đô thì chúng ta có rất nhiều những câu chuyện mà ngày hôm nay Hà Nội 18 giờ có thể chia sẻ với khán giả được không ạ? Vâng, có rất nhiều câu chuyện. Tôi muốn đi ngược thời gian một chút, thưa quý vị. Trước khi trở về thủ đô thì công tác chuẩn bị đã diễn ra như thế nào? Bởi vì về thủ đô và giải phóng thủ đô thì là một sự kiện vô cùng quan trọng và chúng ta cần phải một cái sự chuẩn bị hết sức chu đáo, rất khẩn trương. Và thưa quý vị, sự chuẩn bị đó trên rất nhiều phương diện, từ ngoại giao cho đến chính trị và đặc biệt là về cơ sở vật chất cũng như là về mặt tinh thần đối với những cán bộ chiến sĩ và kể cả những người dân Hà Nội. Đầu tiên là công tác ngoại giao. Chị Bích Phương ạ, tôi có một cái câu chuyện như thế này, tức là cách đây khoảng hơn 10 năm thì trong một cuộc phỏng vấn với cả nguyên Bộ trưởng Ngoại giao ông Nguyễn Duy Nhiên, thì ông Nguyễn Duy Nhiên có kể cho chúng tôi nghe một cái những kỷ niệm rất đáng nhớ của cái nhà ngoại giao mà đã từng được gặp Bác Hồ rất nhiều lần. Nhưng mà các kỷ niệm hai lần đầu tiên mà ông ấy gặp, mà ông được gặp Bác Hồ ấy, thì là hai kỷ niệm rất đặc biệt. Số là tháng 7 năm 1954 thì ông Nguyễn Duy Nhiên lúc bây giờ là một cái cán bộ trẻ được điều động về Bộ Ngoại giao và được phân công làm thường trực thưa quý vị ở phủ chủ tịch tại thủ đô kháng chiến Thái Nguyên. Và trong ngày đầu làm việc thì ông đã nhìn thấy một người trông rất giản dị với một chiếc mũ cát và một chiếc khăn quàng vai, trông thì có vẻ rực rỡ Bác Hồ. Và nó thực sự là bởi vì là ông Nguyễn Duy Nhiên lúc bây giờ thì mới chỉ thấy Bác Hồ qua tranh ảnh và sách báo thôi, thì cũng chưa bao giờ gặp Bác cả. Và lúc bây giờ thì ông rất háo hức, và ông háo hức đến mức độ là ông quên cả nhiệm vụ của mình, quên cả nhiệm vụ, và ông không hạ cái chiếc barrier và cũng cứ dõi theo thôi. Và kỳ thực thì ở đấy thời điểm đó thì gọi là cái barrier cho nó vui thôi, nhưng mà thực ra là một cái thanh tre già, nó dài, người ta chỉ gá lên thôi để chắn ngang cái cơ quan đối với đang ở trên ATK của Thái Nguyên, nên nó cũng rất là đơn sơ thôi. Và thưa quý vị, là khi mà ông mải nhìn theo cái người mà ông cho rằng đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Bác đã quay lại và Bác đã nhắc nhở ông Nguyễn Duy Nhiên ngay. Bác có nói rằng là chú làm thường trực mà ai ra vào cơ quan chú lại không hỏi gì cả. Lập tức thì ông Nhiên luống cuống và vội vàng xin lỗi Bác. Đấy là một kỷ niệm đầu tiên. Nhưng cái kỷ niệm thứ hai thì cực kỳ quan trọng, đó là một cái sự kiện mà ông đã từng được dự, một sự kiện vô cùng đặc biệt đã diễn ra vào trước khi mà ngày về thủ đô. Đó là một cái lễ nhận quốc thư đầu tiên trong lịch sử của ngành ngoại giao nước ta. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức buổi lễ này thật trang trọng tại khu giải phóng ở Đại Từ, bên một đồi sim rất đẹp mà người dân địa phương gọi là đồi Giang, thuộc xóm Thắng Lợi, xã Tiên Hội, tỉnh Thái Nguyên. Và nhà hội trường để thực hiện cái buổi lễ nhận quốc thư ấy, thì được dựng lên, chỉ tôi nghĩ là thấy có kể rằng là chỉ vài ngày trước đó thôi, chứ cũng không phải là cái nơi mà chúng ta có sự chuẩn bị, chỉ vài ngày trước thôi. Và đó là một cái nơi mà có thể nói rằng là rất đơn sơ. Ở ngay trước cửa thì có treo một lá cờ Tổ quốc. Và hội trường diễn ra nghi lễ là một căn phòng đơn giản, được dựng bằng gỗ và tre nứa, được lợp bằng lá cọ. Và nó được, cái nền được đầm rất là kỹ. Và sau đó thì người ta lát tạm những cái thanh gỗ lên thôi, để cho nó bằng phẳng thôi. Rất đơn sơ. Vâng. Và căn nhà đó thì có chỗ khá nhiều cửa sổ, và những cái cửa sổ đó thì được nhìn ra một cái chiến đồi, và được những cửa sổ được làm, được nẹp bằng tre trúc, và tất cả những cái vật liệu đó đều là những cái vật liệu tự nhiên ở xung quanh đấy thôi.
Và thưa quý vị, vào buổi chiều ngày 1 tháng 9 năm 1954, tức là chỉ khoảng hơn một tháng trước ngày về thủ đô, thì hôm đó là buổi chiều trời bỗng đổ một cơn mưa rất lớn. Thế nhưng bác vẫn có mặt rất là đúng giờ. Và dự buổi lễ ngày hôm ấy ở phía ta, ngoài Chủ tịch nước Hồ Chí Minh ra thì còn có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng, có Đại tướng Tổng tư lệnh Quân đội Võ Nguyên Giáp và ông Nguyễn Cơ Thạch, Chánh văn phòng của Bộ Ngoại giao, cùng với ông Vũ Đình Huỳnh, lúc bây giờ là nghi lễ kiêm Sứ trưởng Giao tế Bộ Ngoại giao. Và phía Trung Quốc thì có Đại sứ của Trung Quốc tại Việt Nam, đó là ông La Quý Ba, có tham tán Tạ Sản Thu và có Bí thư thứ hai là ông Tào Quế Sinh. Và theo thông lệ thì trong cái buổi lễ như vậy, lễ nhận quốc thư như vậy thì thường nguyên thủ quốc gia sẽ nhận thư và sẽ đón tiếp đại sứ và không có đọc diễn văn. Và tuy nhiên thì cái buổi lễ nhận quốc thư đầu tiên thì lại một mốc được xem như là một cái mốc son rất đặc biệt trong cái sự phát triển của mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc. Cho nên là phần nghi lễ diễn ra thì vẫn có cái màn phát biểu chào mừng của đại sứ La Quý Ba và có màn đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và khi trình quốc thư xong, chị Mai Phương ạ, thì bác đã dẫn ông đại sứ Trung Quốc đi duyệt binh ở ngay cái sườn đồi đó dân địa phương gọi là sườn đồi Đại Từ. Và ở đó thì có sẵn một cái đội kèn đợi chờ rồi, và họ cửa quốc hiệu của hai nước Việt Nam Trung Quốc. Và có một cái chi tiết mà thưa quý vị rất là thú vị mà ít người biết, đó là ngay sau cái buổi lễ nhận quốc thư đó thì thông thường là chúng ta sẽ chiêu đãi, sẽ mời và tiếp tiệc chiêu đãi. Vâng, không có tiệc đâu, chỉ là một cái tiệc trà thôi. Vâng. Và tiếp cái ông đại sứ này, đấy là một cái nghi lễ ngoại giao bắt buộc. Vâng. Thế tuy nhiên nó có một điều rất đặc biệt là gì, hôm đó thì cái buổi lễ cái buổi tiếp đấy nó không diễn ra ở trong phòng khánh tiết. Vâng. Mà thưa quý vị, vâng, thưa quý vị là bác ra tay ông La Quý Ba, hai người cùng ra cái chiên đồi ngồi trên vệ cỏ và cùng trò chuyện với nhau. Đó là một câu chuyện rất đặc biệt, không ở trong phòng khánh tiết, rất thân tình như những người bạn mà lâu ngày gặp nhau, thì đấy là một cái sự kiện rất đặc biệt. Và sau đó thì bác còn lấy kẹo bánh và chia cho những cái tiêu binh tham gia cái buổi lễ đặc biệt hôm đó. Thì đó chính là cái lễ trình quốc thư đặc biệt nhất trong lịch sử của ngành ngoại giao Việt Nam chúng ta, và cũng là một sự chuẩn bị về công tác ngoại giao cho cái ngày về thủ đô được trọn vẹn. Vâng. Về tinh thần thì ngay từ tháng 7 năm 1954, ta đã thành lập đội thanh niên công tác tiếp quản thủ đô tại Đại Từ Thái Nguyên. Với khoảng 400 đoàn viên thanh niên trẻ từ các trường Tân Trào, Hùng Vương, Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Thượng Hiền để tập huấn, thì từ ngày 3 cho đến ngày 6 tháng 10 năm 1954, đội thanh niên đã về Hà Nội, chia nhau đi khắp phố phường làm nhiệm vụ tiếp xúc với người dân để tuyên truyền chính sách cho nhân dân. Thế còn công tác chuẩn bị vật chất thì như thế nào? Tôi được biết là chính các chiến sĩ của Đại đoàn quân 308 là những người đã đầu tiên vào Hà Nội trước ngày 10 tháng 10. Và họ còn được giao một nhiệm vụ là vô cùng quan trọng, đó là chống lại mọi hành động phá hoại của kẻ thù. Vâng, đối với các chiến sĩ của Đại đoàn quân 308, đơn vị chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, thì không phải chỉ có riêng họ đâu. Cái việc chống lại cái sự phá hoại của quân Pháp ấy, thì nó đã diễn ra trước đó rồi. Và phải nói rằng nó có cái sự tham gia rất đặc biệt, rất tự nguyện của những người dân thủ đô, những công nhân, những người nông dân, những người cán bộ và tham gia công chức. Và họ đã có những cái công tác có thể nói là cực kỳ hiệu quả trong cái việc chống lại cái sự phá hoại của quân Pháp. Thưa quý vị, có thể nói rằng là để chống lại cái sự phá hoại của kẻ thù ấy, thì chúng ta đã phải có rất nhiều những cái việc mà phải triển khai. Đó là cái việc đầu tiên là phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng. Và các lực lượng này là các lực lượng ở cách mạng ở trong nội thành. Và sau đó thì chúng ta tiếp gả những cái lực lượng tiếp quản ở bên ngoài. Và để giữ vững dòng điện cho thành phố thì tôi được biết là công nhân nhà máy điện lúc bấy giờ đã liên tục đấu tranh đòi phát phải đảm bảo đủ dự trữ than để cho nhà máy chạy điện, vì lúc bấy là nhiệt điện. Và anh em có nêu một cái khẩu hiệu rất đặc biệt như thế này, đó là có than thì mới có việc cho công nhân để làm, mới có điện để cho người dân dùng, mới có ánh sáng để gìn giữ trật tự an ninh, và mới có điện để đón mừng chính phủ về tiếp quản. Và thưa quý vị, từ nhà máy điện thì phong trào đấu tranh chống địch phá hoại, di chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu đã nhanh chóng mở rộng sang các nhà máy khác như nhà máy nước này, như bưu điện này, như ga Gia Lâm này, như sở Lục Lộ và như công ty vệ sinh. Thì công nhân của các nhà máy đã phân ra thành những cái đội tự vệ bí mật, tổ chức thay phiên nhau ngày đêm canh gác các sĩ nghiệp của mình bảo vệ máy móc. Anh chị em bác sĩ, dược sĩ, y tá, giáo sư, giáo viên, công chức và các nhân viên ở các bệnh viện như là bệnh viện Bạch Mai, như bệnh viện Phủ Doãn, sở Y Bắc Việt, và ở các trường công tư, đại học cũng như là các cái công sở cơ quan đã tìm cách cất giấu những cái tài liệu bí mật và truyền ra cái vùng tự do cả thuốc men lẫn dụng cụ y tế cũng như là các tài liệu khoa học, đồ dùng giảng dạy và các cái đồ vật thí nghiệm để đảm bảo khi mà sau khi giải phóng thì chúng ta có cái để mà dùng. Và có thể nói rằng là trải qua 2 tháng đấu tranh rất quyết liệt với cả quân Pháp thì chúng ta đã giành được thắng lợi to lớn.
chúng tôi có thể đưa ra những con số như thế này. Tức là ví dụ như là công nhân nhà máy điện phụ và nhà máy đèn bờ hồ thì đã buộc phải đảm bảo đủ 4.000 tấn than để dự trữ cho cái ngày mà chúng ta trở về giải phóng. Công nhân nhà máy nước thì đã giữ được nguyên vẹn thiết bị máy móc để đảm bảo cấp nước bình thường cho thành phố. Còn công nhân Hỏa Xa Gia Lâm thì đã giữ được 3 xe, toa xe nguyên vẹn đầy những nguyên vật liệu. Còn công nhân Hỏa Xa Hà Nội thì đã giữ được tổng cộng là 12 đầu máy cũng như là toàn bộ tất cả những cái toa xe để phục vụ cho cái việc giao thông vận tải sau này. Vâng, rõ ràng là để chuẩn bị cho ngày trở về này thì tất cả các bộ phận, các ngành nghề đều có một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và thưa quý vị là trong ngày trở về này thì có rất là nhiều nhân chứng đã được chứng kiến ngày trở về đặc biệt. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với một trong những nhân chứng đó. Có một Hà Nội đẹp nhưng đượm buồn trong những năm quân Pháp tạm chiếm thủ đô. Ký ức ấy sau mấy chục năm vẫn được cất giữ nguyên vẹn trong tâm trí người Hà Nội. Một ngày đầu tháng 10 năm 1954, dân phố cổ xôn xao khi biết tin quân Pháp sẽ rút khỏi Hà Nội. Trong căn nhà nhỏ ở số 80 phố Hàng Đào, cậu bé Lê Bảo Tháp nhấp nhổm, háo hức chào đón các chú bộ đội tiến về tiếp quản thủ đô. Chỉ vừa khi bóng quân Pháp mất hút, Tháp đã tuột khỏi vòng tay mẹ, leo lên nóc tầng 3 nhà mình, ngóng về phía Hồ Hoàn Kiếm, nơi mà từ nhiều đêm trước, bố bế cậu lên đó, chỉ tay về phía xa và nói: "Ngày mai các chú bộ đội sẽ xuất hiện từ ấy đấy." Cái dáng nhỏ bé vắt vẻo trên ban công sân thượng tầng 3, Tháp là người đầu tiên trong nhà trông thấy các chú bộ đội đều tăm tắp, hùng dũng tiến về. Cậu reo lên thật to rồi vụt chạy xuống đường. Đó cũng là lúc người Hàng Đào nghe thấy tiếng reo "bộ đội về" và ùa ra đường, tràn ngập trong hoa và nước mắt. Cậu bé 7 tuổi Lê Bảo Tháp lẫn trong biển người hân hoan đó. Tôi là một trong những người đầu tiên chạy xuống và chụp ảnh. Và tình cờ là chú em tôi là nằm trong bóng ảnh. Khoảnh khắc ghi lại một cách tự nhiên và đầy bất ngờ. Khuôn mặt sáng sủa, khôi ngô với lá cờ trên tay. Lê Bảo Tháp không hề biết mình chính là một trong những nhân chứng đầu tiên của ngày lịch sử. 12 năm sau ngày giải phóng thủ đô, chàng thanh niên Lê Bảo Tháp lên đường đánh Mỹ và mãi mãi nằm lại nơi chiến trường Quảng Trị. Cậu bé Lê Bảo Tháp may mắn trở thành chứng nhân của thời khắc lịch sử khi thủ đô được giải phóng. Nhưng anh đã vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy ngày toàn thắng, đất nước thống nhất, tổ quốc được độc lập, tự do. Vâng, thưa quý vị, lớp lớp những người con của Hà Nội đã lên đường. Sau 60 ngày đêm Hà Nội đỏ lửa để chiến đấu chống lại quân Pháp và giữ quân Pháp để cho Trung ương rút lên chiến khu Việt Bắc, thì đến một ngày đầu của năm 1947, những người con Hà Nội đã rời khỏi thủ đô với một cái lời thề là sẽ về Hà Nội. Và sau 9 năm kháng chiến trường kỳ thì họ đã quay trở về với thủ đô trong một niềm vui hân hoan, một niềm vui mà được chứng kiến thành phố của mình không còn bóng giặc, một thành phố hạnh phúc và hòa bình. Thế nhưng sau này thì có những người như anh Lê Bảo Tháp mà quý vị vừa xem, một trong những nhân chứng của ngày giải phóng thủ đô, đã ra đi mãi mãi và không bao giờ được chứng kiến ngày đất nước được hòa bình, được thống nhất. Và thưa quý vị, vào những ngày vui như thế này, những cái ngày mà chúng ta kỷ niệm, chúng ta nhìn lại những cái quá khứ hào hùng lịch sử, thì chúng ta càng thêm nhớ, không bao giờ quên những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống để chúng ta có được ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một nhân chứng nữa, một nhân chứng rất đặc biệt của ngày 10 tháng 10 năm 1954. Dẫn đầu một đoàn thanh niên ra bờ hồ để đón chào đoàn quân và tiếp quản thủ đô, là vì đã có một cái quá trình tôi được tín nhiệm. Khi tôi còn độ 16, 17 tuổi thì tôi được giao nhiệm vụ là đi phát tán truyền đơn, bản tin nói về các thắng lợi của Việt Minh trong thời kỳ phát xít Nhật đóng ở đây. Đến gần đến ngày giải phóng thủ đô, các anh bảo
quyền cậu sáng tác được bài hát. Thì cậu sáng tác một số bài hát đi để dạy cho thanh niên nội thành. Vì các bài hát ở kháng chiến vào đây thì rất ít, mà cũng tôi không biết để mà dạy được. Thế thì cái bài đầu tiên mà tôi nghĩ sáng tác là bài Hà Nội Giải Phóng. Thì cái câu chủ đề của tôi và phần đầu của tôi là như thế này: Hà Nội ơi vui lên, Hà Nội ơi, qua 8 năm sống nhọc nhằn u buồn, ngàn người tào và có tầm tầm tôi, tùng anh từng bừng vàng sao theo gió lên. Và đến đúng ngày mùng 10 tháng 10 thì là theo cấp số nhân, số thanh niên tập hợp ở đây lên tới hơn 200 người. Ở cả cái khu vực xung quanh đấy, người ta thấy có đàn, có hát thì người ta chạy đến vây ở xung quanh chúng tôi, và đến ngoài 200 người chúng tôi thì có đến 100-200 người nữa cũng đến đứng nghiệp bọn khá đông. Thì cái không khí hôm ấy là rất là vui. Cả một cái góc phố Bờ Hồ hôm ấy, cái chỗ là chỗ vui nhất. Vì có đàn hát, và ông Carmen ông thấy đó là chỗ vui, cho nên ông ấy đưa nó vào cái phim Việt Nam Trên Đường Thắng Lợi. Khi anh em chúng tôi hát bài Hoan Hô, các anh bộ đội thì các anh ai cũng cười, giơ tay vẫy, có vẻ vui lắm. Vì thấy ông được chào mừng một cái rất là nhiệt liệt như thế, với cái nhiệt tình như thế thì nói chung là gây được cái không khí rất vui ở cái khu vực đó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái ký ức của một người nhạc sĩ đã có mặt trong ngày 10 tháng 10 năm 1954. Và sau khi mà đoàn quân tiến về đi qua các phố phường Hà Nội, thì vào 15 giờ chiều của ngày hôm đó thì tất cả mọi người đã tề tựu với nhau, các cái cánh quân, hai cánh quân đã tề tựu với nhau tại sân Măng Danh, chính là sân Cột Cờ bây giờ, sau này gọi là sân Cột Cờ đấy. Và đúng 15 giờ thì tiếng gọi hụ ở trên nóc nhà hát lớn kéo lên, và tất cả những người dân thủ đô đều hướng về phía thành Hoàng Diệu, tức là cái chỗ Cột Cờ đấy. Và tất cả mọi người đều cùng chứng kiến cái buổi chào cờ đặc biệt, buổi chào cờ đầu tiên trong bình minh thời đại mới. Và thưa quý vị, nếu như mà chúng ta có một ngày thật là trọn vẹn, một ngày thật là vui để giải phóng thủ đô, thì sau ngày giải phóng thủ đô, ngay những ngày sau đó thôi, thì thủ đô như thế nào, thì quý vị có thể theo dõi cái phóng sự xuân lịch của chúng tôi. Sớm ngày 9 tháng 10 năm 1954, khi những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, cũng là lúc người dân Hà Nội đón đọc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày thủ đô giải phóng đăng trên báo Nhân dân. Người viết: dân thủ đô ta có truyền thống cách mạng vẻ vang và lòng nồng nàn yêu nước. Tôi chắc rằng đồng bào thủ đô sẽ hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của thủ đô ngày càng thêm phát triển, làm gương mẫu để xây dựng một đời sống sung sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu của chúng ta. Ngày về Hà Nội, Bác yêu cầu nhân dân thủ đô giữ gìn an ninh, khôi phục mọi hoạt động sản xuất, buôn bán, kinh tế, tài chính, phát triển các hoạt động văn hóa, thực hiện tự do dân chủ, kêu gọi ngoại kiều yên tâm làm ăn, để thủ đô ngày một hồi sinh và phát triển. Với tất cả tinh thần và trách nhiệm, mỗi người dân Hà Nội cần nhận thức đúng vị trí của mình đối với thủ đô. Nói chung, Hà Nội là thủ đô của nước ta. Nói riêng, Hà Nội là thành phố của tất cả những người dân Hà Nội. Bác hỏi tôi là tôi biết chú là bác sĩ, thế bây giờ chú ra làm chủ tịch thành phố thì chú nghĩ thế nào? Thì tôi nói luôn là thưa bác, nếu đoàn thể và bác cử cháu ra làm công tác y tế thì cháu rất yên tâm, cháu xin làm hết sức. Nhưng bây giờ cháu ra làm chủ tịch thì cháu biết làm cái gì, đã bao giờ cháu làm chủ tịch thành phố đâu. Thì bác Hồ nói luôn là thế thì bác có bao giờ bác làm chủ tịch nước đâu. Nhưng mà bác cháu chúng ta dù là chủ tịch nước, dù là chủ tịch thành phố hay những ai làm chủ tịch ở xã, ở huyện, thì
thì cũng không phải là ông quan cách mạng mà là người đầy tớ của nhân dân. Trong không khí sôi động và hồ hởi khi mọi người cùng bắt tay xây dựng cuộc sống mới ở thủ đô, ngày 13 tháng 10 năm 1954, báo Nhân dân đăng bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhan đề Ổn định sinh hoạt. Người biểu dương thành tích khôi phục các mặt hoạt động của thủ đô và yêu cầu mỗi người dân Hà Nội cần cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Sau 80 năm bị nô lệ, nay ta làm chủ nhân, chắc mọi việc sẽ gặp khó khăn nhiều hoặc ít. Chúng ta không nên chủ quan mà coi việc gì cũng dễ dàng. Nhưng chính quyền và nhân dân ta đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm cố gắng thì chúng ta nhất định sẽ vượt khó khăn, nhất định ổn định được sinh hoạt của thủ đô yêu quý của chúng ta. Ngày hôm sau, 16 tháng 10, trong buổi gặp thân mật các đại biểu nhân dân thủ đô tại Bắc Bộ Phủ, người căn dặn: Sau 8 năm bận việc kháng chiến, hôm nay tôi rất vui mừng là gặp bà con thủ đô. Đồng bào Hà Nội chuẩn bị đón tôi thật tưng bừng. Thâm tình tình đó, tôi rất cảm động. Việc quan trọng nhất trước mắt chúng ta là khôi phục sản xuất. Nếu mọi người thật sự hoan nghênh Đảng và Chính phủ trở về, thì hãy đem cái tinh thần quý báu đó vào các công việc trên. Cuối buổi nói chuyện, Hồ Chủ tịch nhờ các đại biểu chuyển lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào Hà Nội, đồng thời người tin tưởng: Nhân dân thủ đô ta có truyền thống cách mạng vẻ vang và lòng nồng nàn yêu nước. Tôi chắc rằng đồng bào thủ đô sẽ hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của thủ đô ngày càng thêm phát triển, để làm gương mẫu để xây dựng một đời sống sung sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu chúng ta. Chúng ta vừa được sống trong một ngày lịch sử vô cùng trọng đại của người dân thủ đô Hà Nội. Trở về Hà Nội, giành lại thủ đô là niềm mơ ước, là khát vọng và là ý chí, niềm tin sắt son của mỗi người đi kháng chiến, đặc biệt với người thủ đô Hà Nội.